Đức Phật luôn khuyên chúng ta không nên nóng giận, bởi cơn giận chính là liều thuốc độc giết chết bản thân mình. Cùng xem lời Phật dạy cách kiềm chế cơn giận ra sao, để luôn làm chủ được cảm xúc, bình yên, vui sống mỗi ngày, và cũng là tiêu trừ được rất nhiều ác nghiệp của bản thân. Thứ nhất, vì sao Đức Phật khuyên nên hạn chế nóng giận? Tức giận là một cơ chế phản xạ của con người khi đứng trước một sự việc không như ý. Tuy nhiên, việc tức giận quá mức sẽ dẫn đến ức chế tinh thần. Khi không kiểm soát được, ắt sẽ bộc phát, gây ra những hành động sai trái. Trong giáo lý nhà Phật, nóng giận luôn là một hành vi không bao giờ được khuyến khích, dù rằng bộc lộ cử chỉ phẫn nộ nhiều khi có thể làm dịu bớt sự bực bội trong lòng. Nhưng chung quy, nóng giận sẽ đem lại phiền não cho người giận cũng như cho người bị giận. Đức Phật luôn khuyên mọi người chúng ta không nên nóng giận, cho dù có lý do chính đáng hay không chính đáng, hợp lý hay không hợp lý. Chỉ biết rằng khi nóng giận, tâm con người chắc chắn không đủ để kiểm soát hành vi và ngôn ngữ. Phật nói, hãy từ bỏ nóng giận thì phiền não sẽ không đến với các người. Hỉ, nộ, ái, ố là những cung bậc cảm xúc ai rồi cũng sẽ phải trải qua trong đời. Tất nhiên, khi đứng trước những bực dọc muộn phiền, con người ta sẽ rất khó nở một nụ cười mãn nguyện. Là những người bình thường ăn ngũ cốc, trạng thái tinh thần của chúng ta chắc chắn bị ảnh hưởng bởi tình cảm và ham muốn. Được bộc lộ cảm xúc là nhu cầu chính đáng của tất cả chúng ta. Nhưng cũng nên có sự tiết chế, nhất là trong cuộc sống rất nhiều cảm xúc. Thứ khiến con người tổn thương nhất đó là sự tức giận. Tức giận là một thứ tập khí thuộc căn bản phiền não lâu đời. Nó là một trong ba thứ có gốc rễ sâu xa trải qua từ vô lượng kiếp là tham, sân, si. Trong kinh thường gọi ba thứ này là tam độc, là nguyên nhân khiến con người tạo nghiệp bất thiện, để rồi trôi lăn mãi trong luân hồi sanh tử. Mục tiêu chính yếu của giáo lý đạo Phật là diệt trừ phiền não và mọi khổ đau. Nên Phật đã lưu ý đến việc khuyên chúng sinh từ bỏ nóng giận, vì đó là nguyên do tạo ra phiền não. Không giận hờn là giữ được bình tĩnh trước những cảnh trái ý, nghịch lòng. Giận hờn là tính xấu tai hại, chẳng khác ngọn lửa tàn bạo đốt cháy cả người giận lẫn những người xung quanh. Kinh Hoa Nghiêm có câu, nhất niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai. Có nghĩa là một ý niệm giận hờn nổi lên thì trăm ngàn cửa nghiệp chướng đều mở ra. Hay câu khác như, nhất sân chi quả, năng thiêu vạn khoảng công đức chi sơn. Tức là lửa giận hờn một khi đã phát ra có thể đốt cháy và làm tiêu tan muôn mẫu núi rừng công đức. Khổng giáo cũng nói, nhẫn nhất thời chi khí, miễn bá nhật chi ưu. Có nghĩa là dằn được cơn giận trong một lúc thì khỏi ưu phiền cả trăm ngày. Bao nhiêu phiền não xảy đến đều do ta chẳng biết dằn cơn giận mà ra. Phật khuyên ta nên lấy lòng từ bi và tính ôn hòa để thắng phẫn nộ. Đồng thời ta còn phải thận trọng lời nói, giữ gìn ngôn ngữ cho nhẹ nhàng, đúng đắn, và không bao giờ nên thốt ra những lời nặng nề, thô lỗ, làm đau lòng người khác. Lời Phật dạy rằng, ta nên bày tỏ nỗi khổ của ta một cách chân tình và thật thà với người mà ta đang giận. Có như thế mới có cách giải quyết vấn đề. Điều khó nhất là diệt trừ phẫn nộ ngay từ trong tâm. Khi tâm ta không còn nghĩ đến giận hờn thì tự nhiên cơn phẫn nộ sẽ không bộc phát. Và khi tập được tính không giận hờn thì ta có được đức tính nhẫn nhục cao quý. Ta sẽ dùng tình thương và lòng bao dung để đáp lại mọi trường hợp mà người phàm tục cho là đáng giận, trong những lúc họ tranh giành phải trái hơn thua với nhau. Cơn giận chính là liều thuốc độc, giết chết chính bản thân mình. Đó là lý do Đức Phật luôn khuyên chúng sanh cần học cách kiềm chế và bỏ qua cơn nóng giận. Thứ hai, Phật dạy cách kiềm chế cơn giận. Ngày xưa tôn giả Ananda hỏi Đức Phật tại sao trên thế gian có người học Pháp mà bị bất hạnh. Đức Phật trả lời, một trong những nguyên nhân là do họ sân hận và thường nổi nóng, nói xấu người khác. Trong Kinh Đại Thừa Bản Sanh Tam Địa Quán có nói rằng, tổn hại do sân hận gây ra còn hơn cả một cơn bão bất ngờ. Dù có là Phật Như Lai cũng không thể cứu giúp được. Phật dạy cách kiềm chế cơn giận vốn rất đơn giản. Hãy nhẩm 3 câu này trong tâm, cơn giận của bạn sẽ nguôi ngoai ngay lập tức. Câu đầu tiên đó là giận là tự hành hạ mình. Người xưa có quan niệm rằng giận dữ hại thân, và khoa học hiện đại cũng đã có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng khi con người tức giận, các chức năng cơ thể sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực. Khi chúng ta tức giận, nhất là khi tranh cãi với người khác, bạn có thể sẽ cảm thấy đau ở xương sườn. Nhiều người khi cảm xúc bộc phát quá mạnh mẽ, thậm chí sẽ cảm thấy khó thở và phổi như sắp nổ tung khi cơn giận ập đến. Về mặt sinh lý, tức giận khiến tim đập nhanh hơn, mặt nóng, đỏ hơn, các cơ căng lên, cơ thể có xu hướng co quắp, rất dễ dẫn đến co rút hoặc nhồi máu cơ tim, tai biến hoặc đột quỵ. Trên thực tế, đây là những lời cảnh báo của cơ thể tới bạn, nhắc nhở bạn không nên nóng giận. Về mặt tâm lý, tức giận khiến bạn có thể bị trầm cảm, tự ti, mất tự trọng, tâm hồn bị chính mình làm tổn thương. Có thể dẫn đến việc sử dụng các chất kích thích như rượu, thuốc lá, thậm chí là cả ma túy, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, gia đình và cả xã hội. Đạo Phật cho rằng, giận dữ không mang đến lợi ích gì, vì nó gây ra nhiều khó khăn trong đời này và tạo nghiệp bất thiện, để rồi kéo theo kết quả khổ đau trong những kiếp sau. Giận cũng làm tâm trí mù mờ, lú lẫn, khiến chúng ta không thể nhận thức một cách thấu đáo các pháp ngay trong thực tại. Vì vậy mà không thể đạt được giải thoát và giác ngộ. Tại sao có những người rất dễ nổi nóng, trong khi những người khác thì lại không? Phải chăng vì nghiệp quá khứ của họ quyết định như vậy, và chúng ta không thể can thiệp được gì? Khi nghiệp trổ quả, người ta có khuynh hướng làm lại những việc giống như những gì mình đã gieo. Kết quả này của nghiệp có thể hiện hành khi con người nghiêng về những suy nghĩ bất thiện hay bộc lộ cơn giận thông qua việc làm tổn thương người khác bằng hành động hay lời nói. Có nhiều người tự ngụy biện rằng mình sinh ra đã nóng tính nên thường thể hiện cảm xúc giận dữ là điều bình thường. Nhưng Đức Phật đã dạy các phương pháp để chuyển hóa cơn giận và tịnh hóa những nghiệp xấu do cơn giận gây ra. Vì vậy không có lý do gì để nói rằng bạn sinh ra đã là như thế và chẳng thể thay đổi được gì. Cơn giận cũng gián tiếp hoặc trực tiếp làm rạn nứt, đổ vỡ một mối quan hệ dày công xây dựng, dung đắp bằng cả chân thành. Người phải chịu sự tức giận có thể bị tổn thương tâm hồn, hoặc có thể coi bạn bè là kẻ thù, sẵn sàng đấu tranh, lập ra những kế hoạch báo thù. Hiển nhiên lúc này, không chỉ người tức giận, mà ngay cả người bị nhận những cảm xúc tiêu cực đó cũng có khả năng phải bị đẩy gần hơn đến ranh giới của tâm hồn ma quỷ la sát. Trong lúc bị tức giận chi phối, con người thường không kiểm soát được bản thân mình, dẫn đến những hành động nóng vội sai lầm, khiến bản thân phải ân hận, đau khổ, thậm chí là phải dằn vặt đến hết cuộc đời, và có tác động tiêu cực đến cuộc sống của những người xung quanh. Đức Phật đã dạy, trong tâm hồn con người luôn tồn tại song song nhiều hạt giống đang chực chờ nảy nở sinh sôi. Hạt giống tức giận, hạt giống tham lam, hạt giống từ bi, hạt giống hòa nhã, hạt giống hỷ xả, hạt giống hòa ái, nhã nhặn. Người nào có hạt giống tức giận nhiều hơn sẽ trở thành một người hay tức tối, bực dọc, giận hờn, và ngược lại. Hạt giống nào thường xuyên được tưới tắm, nuôi dưỡng, ắt sẽ sinh sôi, nảy nở tốt hơn. Hạt giống nào không được chăm bón sẽ yếu dần đi. Câu thứ hai, người khôn không giận. Điều tiếp theo Phật dạy cách kiềm chế cơn giận là hãy luôn nhẩm trong đầu câu nói: người khôn không nóng giận. Đức Phật nói rằng tất cả chúng sinh đều đau khổ. Từ vô thỉ, chúng sinh trong sáu cõi đều bị vô minh ngăn trở, tâm mê mờ, nhận giả là thật. Vì vậy tất cả mọi người và mọi vật cũng như chúng ta đều là những người bình thường bị che mắt. Nổi giận chẳng những không giải quyết được bất bình mà còn trở thành một trở ngại mới. Trong cuộc sống, chuyện tốt không phải lúc nào cũng đến với bạn và không phải chuyện tốt gì cũng suôn sẻ. Vậy nên, khi mọi chuyện không được như ý, bạn phải học cách kiềm chế cảm xúc của mình. Đừng tức giận, than vãn. Bạn có thể buồn, nhưng chỉ được một chút thôi. Napoleon từng nói, một người có thể kiểm soát cảm xúc của mình vĩ đại hơn một anh hùng chiến thắng một thành phố. Mọi người đều sẽ trải qua mọi bất hạnh và thử thách trong cuộc sống. Hoặc là bạn bị thất bại nhất thời làm cho gục ngã, hoặc là bạn đối mặt với nó một cách tích cực rồi vượt qua nó. Chỉ khi có đủ tập trung và sức bền trong cuộc sống, đối mặt với những khó khăn vất vả từ thế giới bên ngoài, không ngừng tích lũy năng lượng tích cực, nâng cao năng lực và rèn luyện sở trường của bản thân, thì con người mới có thể vững như cây tùng cái bách, có thể chống chọi với bão tố của cuộc đời. Cây tùng và cây bách đứng hiên ngang trên đỉnh núi, và khi cơn bão quét qua, hai loại cây này uốn cong thân mình theo gió để không bị gió làm gãy. Cuộc sống áp lực khiến chúng ta đôi lúc sẽ rơi vào trạng thái cáu giận hay bực tức, và khi đó thường ít khi suy nghĩ thấu đáo về những quyết định hay hành động tiếp theo của mình, nên dễ mắc sai lầm, dẫn đến những hành vi tổn thương cho người khác và cho chính bản thân mình. Người trưởng thành nên biết có một loại khôn ngoan gọi là không tức giận. Cuộc sống này thiên biến vạn hóa, hoàn cảnh luôn thay đổi. Một người khôn ngoan chân chính có thể giữ bình tĩnh khi xảy ra sự việc, không tức giận, không suy nghĩ buông bỏ, không hỗn loạn, không vướng mắc, duy trì tâm thái bình yên, có thể thoát ra khỏi mây mù và bước tiếp. Cổ nhân xưa đã dạy, lời giận trong lòng không nói ra cũng chẳng phải do khiếp sợ, mà là người biết suy trước nghĩ sau, tâm điềm ý đạm. Chỉ những người khôn ngoan, hiểu chuyện mới xử lý cơn tức giận của mình bằng những cách này. Không ai văng buồm trong cơn bão. Người khôn ngoan hiểu rằng khi tức giận càng phải giữ mồm giữ miệng. Một lời nói ra không thể rút lại. Lời khi tức giận như hòn đá nặng quăng vào người khác, vừa khiến người khác tổn thương, vừa làm hại chính bản thân mình, nên càng cần phải suy xét cẩn thận. Những gì bạn không muốn nghe thì cũng đừng dành để nói cho người khác. Tu dưỡng đạo đức bắt nguồn từ tu khẩu. Tâm sáng ắt sẽ biết nghĩ tới cảm nhận của người khác mà lựa lời hay. Người có sự tu dưỡng may mắn ắt sẽ tự tìm đến. Câu thứ ba, 8 gió thổi chẳng động, ngồi vững tòa sen vàng. Câu nói 8 gió thổi chẳng động, ngồi vững tòa sen vàng vốn bắt nguồn từ giai thoại thú vị giữa đại thi hào Tô Đông Pha và ngài Phật Ấn, sống vào khoảng thời Tống cuối thế kỷ 11. Ông Tô Đông Pha là một thi sĩ danh tiếng, không chỉ là một nhà thơ mà còn là nhà nghiên cứu Phật học rất uyên bác. Ông rất tự hào về văn sĩ, thư sĩ và cả hiểu biết Phật học của mình. Ông giao thiệp với thiền sư Phật Ấn, hai người rất thân thiết và thường trao đổi Phật học với nhau. Vào một ngày kia, ông qua thăm Ngài Phật Ấn. Vì Phật sự nên Ngài Phật Ấn không có ở chùa. Ông chờ đợi rất lâu nên làm bài thơ: Khể thủ thiên trung thiên, hào quang chiếu đại thiên, bát phong suy bất động, đoạn tỏa tử kim liên. Tạm dịch là: cúi đầu đảnh lễ Pháp Dương, mười phương tỏa sáng hào quang, tám gió thổi tâm không động, ngồi nghiêm trên đóa sen vàng. Bát phong có nghĩa là tám ngọn gió thổi rất mạnh, làm cho cuộc sống con người bị xáo trộn, ảnh hưởng đến đời sống. Nếu con người không bị tám ngọn gió này làm dao động thì cuộc sống rất bình thường. Tám ngọn gió này gồm: thứ nhất, lợi, lợi lộc; thứ hai, suy, tức là hao tổn; thứ ba, hủy, tức là chê bai, chỉ trích; thứ tư, dư, có nghĩa là gián tiếp khen ngợi người; thứ năm, xưng, là trực tiếp ca tụng người; thứ sáu là cơ, dựng sự việc giả dối để nói xấu người; thứ bảy, khổ, tức là gặp chướng duyên nghịch cảnh, thân tâm bị bức bách, khổ não; thứ tám, lạc, tức là gặp được duyên tốt, thuận cảnh, thân tâm vui vẻ, hân hoan. Con người thường dao động, thể hiện cảm xúc vui buồn rõ rệt trước những hoàn cảnh thuận nghịch của cuộc sống. Khi được lợi thì vui mừng, hớn hở. Ngược lại, khi bị mất mát, tổn hại, suy thì buồn bã, tiếc nuối. Khi bị chê bai, chỉ trích, quỷ, cảm thấy rất khó chịu. Nhưng khi được khen ngợi, dự thì vui thích, hài lòng. Khi được mọi người xưng tán, tung hô, xưng thì hả hê, ngất ngây, hạnh phúc. Ngược lại, khi bị chế giễu, vu khống, cơ thì hậm hực, bức xúc, không yên. Khi những điều không như ý ập đến, khổ thì đau khổ, thở than. Và ngược lại, khi mọi việc đều thuận lợi như ý, lạc thì mừng rỡ, vui vẻ. Cuộc sống của con người chẳng mấy khi được bình an, vì luôn bị tám ngọn gió này chi phối. Do vậy, muốn thiết lập hạnh phúc và an vui trong đời sống, chúng ta phải giữ vững tâm ý khi tiếp xúc đối diện với tám ngọn gió này. Theo kinh Phật, ngày xưa có một người Bà La Môn, hôm ấy tâm tình không tốt nên đến chỗ Đức Phật ở, chỉ vào mũi Đức Phật mà nói những lời tục tiểu. Khi ông ta đã bình tĩnh lại một chút, Đức Phật hỏi ông ta: nếu ông cho người khác một vật gì đó mà người kia không nhận, thì vật ấy có còn là của ông không? Người Bà La Môn nói: dĩ nhiên là còn. Đức Phật nói tiếp: vậy thì tôi không chấp nhận sự xúc phạm của ông. Bây giờ người này mới cảm thấy xấu hổ không thôi. Điều khó nhất là diệt trừ hận thù từ trong tâm. Khi không còn nghĩ đến tức giận, tự khắc cơn nóng giận sẽ nguội dần. Ta sẽ dùng tình thương và lòng bao dung để đáp lại mọi trường hợp mà người phàm tục cho là đáng giận, trong những lúc họ tranh giành phải trái, hơn thua với nhau. Hãy luôn nhớ rằng, dứt bỏ được nóng giận hơn thua, cuộc đời sẽ tự nhiên thanh thản và dễ chịu hơn rất nhiều. Kính thưa quý vị, kính thưa quý thính giả, ở đời nhiều người cảm thấy tha thứ quả là một việc khó trong đời. Người ta đối xử tệ bạc, khinh ghét mình, nhục mạ mình, sao có thể dễ dàng bỏ qua được chứ? Nhưng liệu học cách vị tha tha thứ có thực sự khó khăn đến như thế hay không? Đó là nội dung mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý thính giả và các bạn xung quanh câu chuyện tha thứ cho người khác chính là tự cởi trói cho chính mình. Trước hết, xin bạn hãy nghe tôi kể một câu chuyện. Có một hôm, thầy giáo chủ nhiệm ra một đề kiểm tra kỳ lạ cho học sinh. Ông yêu cầu tất cả học trò của mình về nhà viết tên những người mình vốn không thể tha thứ lên trên những củ khoai tây và cho vào túi ni lông, viết rõ cả ngày, tháng và cả lý do nữa. Thầy cũng yêu cầu học trò mang theo chiếc túi đó mọi lúc, mọi nơi, ngay cả khi ngủ cũng phải đặt ở đầu giường. Một thời gian sau, tất cả học sinh đều nhận ra rằng chiếc túi đó quả thực là một gánh nặng. Sinh hoạt cá nhân của họ đều gặp không ít trở ngại. Khi ăn ngủ vệ sinh đều phải mang theo nó kè kè bên mình. Ngoài ra, ngày tháng trôi qua, những củ khoai tây trong túi đã bắt đầu phân hủy, thối hỏng, trở thành một loại chất nhầy nhụa bốc mùi. Lúc ấy, người thầy nọ ôn tồn giảng: "Đó, các em thấy đó, không thể tha thứ cho người khác chính là một loại gánh nặng. Tâm oán hận sẽ tích tồn những thứ dơ bẩn trong lòng mình. Nếu cứ mãi ôm giữ oán hận, rồi chúng ta sẽ tự làm cho bản thân mình trở nên nhơ nhuốc đi." Câu chuyện thứ hai mang tên tình bạn. Có hai người bạn đi trên đường vắng vẻ. Đến một đoạn, họ có một cuộc tranh luận khá gay gắt, và một người đã không kiềm chế được giơ tay tát vào mặt bạn mình. Người kia bị đau lắm nhưng không hề nói một lời. Anh viết trên cát: "Hôm nay người bạn thân nhất của tôi đã tát vào mặt tôi." Họ lại tiếp tục đi. Đến một con sông, họ dừng lại và tắm ở đó. Anh bạn kia không may bị dợp bẻ và suýt nữa chết đuối. May mà được người bạn cứu. Khi hết hoảng sợ, anh viết lên đá: "Hôm nay người bạn thân nhất đã cứu sống tôi." Anh bạn kia ngạc nhiên hỏi: "Tại sao khi tôi đánh anh viết lên cát, còn bây giờ anh lại viết lên đá?" Mỉm cười, anh trả lời: "Khi một người bạn làm chúng ta đau, chúng ta hãy viết điều gì đó trên cát. Gió sẽ thổi bay chúng đi cùng với sự tha thứ. Và khi có điều gì đó to lớn xảy ra, chúng ta nên khắc nó lên đá, như khắc sâu vào ký ức của trái tim, nơi không có ngọn gió nào có thể xóa nhòa được." Dân, thưa quý vị, câu hỏi đặt ra là vì sao chúng ta luôn không thể bao dung tha thứ cho người khác? Có người miệng thì nói tha thứ, nhưng trong tâm hãy còn chất đầy những oán hận căm phẫn. Bị người khác gây tổn thương đương nhiên không phải là một cảm giác dễ chịu chút nào. Nhưng trên đời có ai mà chưa từng chịu tổn thương? Nếu cứ ôm giữ mãi tâm oán hận, chẳng phải tâm hồn người ta sẽ chỉ còn đầy những vết thương đang rỉ máu hay sao? Không thể tha thứ còn là biểu hiện của sự ích kỷ, khi đặt mình cao hơn người khác. Muốn mình trở thành trung tâm của vũ trụ, người ta tất nhiên không muốn bị ai làm tổn thương. Vả lại, khi làm tổn thương người khác, ta luôn mong muốn họ thông cảm, thấu hiểu và bao dung cho mình. Trong khi rất nhiều lúc chính ta lại không làm được điều ấy ở những trường hợp ngược lại. Thực sự tha thứ chính là một loại sức mạnh tinh thần. Tha thứ không phải là yếu đuối, nhu nhược, dĩ hòa vi quý. Tha thứ càng không phải đầu hàng, chấp nhận, buông xuôi. Tha thứ là đặt mình ở trên người khác để bao dung họ. Cổ nhân có dạy: "Lùi một bước, biển rộng trời cao." Nếu bạn thực sự có thể lùi lại, lấy tĩnh khí của mình để xét đoán sự việc, thì sẽ thực sự nhìn thấy được một cảnh tượng mỹ diệu khác. Đó là cảnh giới của người quân tử, cảnh giới của sự bao dung từ bi, của tinh thần vị tha cao thượng. Có câu nhân vô thập toàn. Con người không ai có thể 10 phần hoàn hảo được. Ai cũng có lúc mắc sai lầm. Khi không thể bao dung cho người khác, bạn cũng đừng mong cầu nhận được sự vị tha từ họ. Có ai dám chắc là cả đời mình không từng phạm lỗi vấp ngã hay không? Giả chăng khi tha thứ cho kẻ thù của mình, cũng chính là bạn đang tự cởi sợi dây trói buộc trong lòng mình vậy. Sợi dây vô hình ấy, nếu không cởi bỏ, sẽ ngày càng thích chặt lấy tâm hồn người ta. Lâu ngày trở thành một thứ oán khí, uất hận, tạo thành thống khổ tinh thần và vô vàn bệnh tật. Cho nên nói tha thứ, bao dung, dung thứ cho người khác cũng chính là tự cứu mạng mình. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Sở Trang Dương một hôm cho bài yến tiệc thết đãi các đại thần. Trong tiệc, gió lớn nổi lên, bỗng thổi tắt hết đèn nến. Khi ấy một vị quan viên lợi dụng đêm tối kéo áo chọc ghẹo cung nữ của nhà vua. Người cung nữ ấy giật đứt dải mũ của ông này rồi tâu lên Sở Trang Vương rằng muốn thắp đèn nến lên tìm xem ai là người đã chọc ghẹo mình và xử tội. Nhưng Sở Trang Vương gạt đi và tuyên bố: hôm nay các khanh uống rượu cùng ta mà không say đến đứt dải mũ thì chưa phải là thực bụng vua vậy. Thế là các đại thần văn võ đều giật đứt dải mũ của mình. Nhân thế mà người trêu ghẹo cung nữ kia không bị lộ mặt nữa. 2 năm sau, nước Sở đánh nhau to với nước Tấn. Qua 5 trận kịch chiến, quân Sở có một võ tướng liều lĩnh tả xung hữu đột, không màng sống chết, luôn đi tiên phong. Quân Sở nhờ vậy thắng luôn. Sau này Sở Trang Vương lấy làm lạ, bèn cho gọi đến hỏi ngọn ngành. Người ấy bèn thưa: thần chịu nghĩa xưa đội ơn dày của bệ hạ, đã tha cho tội khi quân, vốn mong muốn liều chết để báo đền ân đức bệ hạ. Đến nay thần mới có dịp, thần là Tưởng Hùng, là người năm xưa trêu ghẹo cung nữ của bệ hạ trong tiệc rượu. Sở Trang Vương quả thực có lòng hào hiệp, bụng dạ cũng không chút hẹp hòi nhỏ nhen. Nếu không tha thứ cho Tưởng Hùng lỗi lầm trên bàn rượu đêm hôm ấy, thử hỏi lấy ai là kẻ tiên phong xông vào mũi tên hòn đá mà chiến đấu hết mình cho ông đây. Thế mới nói vẫn luôn luôn có một lối thoát cho tâm hồn, chỉ là bạn đã sẵn sàng tiếp nhận nó hay chưa mà thôi. Câu chuyện thứ tư. Có một người cứ luôn luôn bị tỉnh dậy vào buổi đêm vì một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại. Anh ta thấy mình bơi trong một cái hồ, bơi giỏi như một vận động viên. Tuy nhiên cái hồ rất rộng mà chân tay của anh ta thì mỏi. Anh ta khó lòng bơi tới được bờ. Bỗng nhiên cha của anh ta bơi thuyền đến gần, đưa tay ra bảo anh ta bám lấy. Anh ta nhớ lại hồi nhỏ thường bị bố mắng mỏ, thậm chí đánh đòn, nên mỉm cười khinh khỉnh và nói: cảm ơn bố, thôi cứ kệ con đi. Anh ta bơi tiếp, cố hết sức hướng về phía bờ. Rồi anh ta nhìn thấy một người khác bơi thuyền lại gần. Đó là cô em gái. Cô em gái quăng một chiếc phao về phía anh ta và bảo: anh dùng phao đi. Nhưng nhớ lại rất nhiều lần cô em gái hỗn hào ương bướng cãi lời mình, anh ta lắc đầu và xua tay. Sau những nỗ lực lớn lao, cuối cùng anh ta cũng vào được đến bờ. Anh ta nằm vật ra trên bãi cát ướt. Sự mệt mỏi làm đầu óc trở nên lơ mơ, còn chân tay thì không cử động nổi. Một đám đông người tụ tập quanh anh ta, khuôn mặt nào anh ta cũng thấy quen. Đây là gia đình, họ hàng, bè bạn của anh. Người thì muốn đưa anh ta vào bệnh viện, người thì muốn đốt lửa, người thì muốn lấy bộ quần áo khô và khăn cho anh lau. Nhưng cứ khi mỗi người định làm gì, anh ta lại nhớ lại những khi con người đó đối xử không tốt với mình. Và không cảm ơn, anh ta lại nói: cứ kệ tôi đi. Anh gượng đứng dậy, quần áo ướt sũng, dính đầy cát, chân tay rã rời mệt mỏi, đi xa đám đông. Sau khi liên tục nằm mơ thấy giấc mơ đó trong vòng vài đêm, anh ta liền đi hỏi bà, người duy nhất chưa bao giờ làm gì không tốt với anh, và là người mà anh tin tưởng sẽ không bao giờ làm gì không tốt với anh cả. Bà không phải là người biết hết ý nghĩa của những giấc mơ, bà anh nói, nhưng bà nghĩ cháu đang giữ trong đầu quá nhiều bực bội và hằn học. Bực bội ư? Hằn học ư? Không thể thấy được. Anh ta kêu lên, nếu có thì cháu phải cảm thấy chứ. Bà cụ tĩnh lặng hồi lâu rồi nói, những cố gắng của cháu và hồ nước trong giấc mơ chính là những gì cháu đang phải cố gắng trong tâm trí của cháu. Cháu cần sự giúp đỡ, cháu muốn được quan tâm, nhưng cháu thấy không ai đủ tốt cho cháu tin tưởng. Cháu đã bơi được tới bờ một lần, nhưng còn những lần khác thì sao? Tha thứ không phải là điều mà chúng ta làm cho người khác, mà ta đang làm cho chính mình đấy thôi. Khi không thể tha thứ, chẳng phải cháu đang phết lên tâm mình những mảng màu đen tối của sự oán hận, cô độc và bất hạnh đó sao? Chàng trai trẻ chùng xuống, dòng ký ức cuộc đời như cuốn phim câm trôi qua trong tâm. Sự mệt mỏi, oán hận, thất vọng đều bất hạnh nhiều hơn những gì được toại nguyện. Anh đã làm gì đáp lại trước hết thảy những điều ấy? Phần nhiều là giận dữ, tranh đấu, kết tội người khác, oán hận và chán nản. Điều động lại trong tâm là sự oán hận cay nghiệt, cảm giác cô độc và bất hạnh. Có một tiếng nói vang lên: "Tha thứ, con cần được tha thứ." Đột nhiên một chấn động dội ra từ sâu thẳm. Chàng trai lặng đi rồi bất giác thốt lên: "Là ta, chính ta là nguyên do của tất thảy. Ta chưa từng tha thứ, chưa một lần tỉnh lại, ngừng phán xét và kết tội thế giới ngoài kia. Và bất hạnh thay, ta cũng chưa từng được tha thứ." Đột nhiên toàn thân anh nhẹ bẫng. Có một lực lượng mạnh mẽ đầy ấn tượng tràn đến, lướt qua, gỡ đi cả khối u ám vốn đè nặng tâm tưởng anh bấy lâu nay. Chàng trai hít một hơi thở dài, từng tế bào như rung lên, cảm nhận sự tự do. Có một cái gì đó tươi mới, hồn nhiên, rất mạnh mẽ đang trỗi dậy từ sâu thẳm. Bất giác chàng trai mỉm cười: "Bà ơi, cháu đã được thứ tha." Kính thưa quý vị, thật vậy, bạn và tôi không phải là người hoàn hảo, cho nên chúng ta ắt có những sai lầm. Nếu ta có thể tha thứ những sai lầm của người khác đối với mình, ta cũng sẽ nhận được sự tha thứ đến từ người khác vậy. Nhưng không chỉ có vậy, chúng ta hãy học cách tự tha thứ cho chính mình và tha thứ cho cuộc đời. Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau. Đó là lời của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã để lại cho chúng ta. Tha thứ không khó. Cái khó chính là người ta có dám buông bỏ tâm hận thù, oán giận hay không. Hận thù bản thân là một con quỷ dữ. Nếu bạn cứ mãi ôm giữ nó trong lòng, chẳng phải là càng tiếp thêm năng lượng và sự sống cho nó. Đến một ngày kia, nó sẽ quay lại nuốt chửng bạn. Chuyện này nguy hiểm là thế. Vậy nên bạn hãy luôn ghi nhớ rằng tha thứ là dòng suối nguồn tưới mát ngọn lửa hận thù, thiêu cháy tâm can. Tha thứ không phải là ban phát ân huệ cho kẻ khác. Tha thứ chính là món quà cho tâm hồn của chính chúng ta. Không thể mở rộng tấm lòng dung nạp người khác, khẳng định là bạn cũng không thể thành công trên đường đời. Cái gốc của tha thứ chính là tâm từ bi, thiện lương. Để có thể tha thứ cho người khác dễ dàng hơn, phải chăng bạn luôn nên nuôi dưỡng cho mình một tấm lòng lương thiện, nhân hậu. Như thế mới thực sự là thiện căn ở tại lòng ta. Và sau đây là câu chuyện thứ 5. Tại một quán ăn, có một cô hầu bàn phụ trách mang thức ăn lên cho chúng tôi. Nhìn cô ấy trẻ trung tựa như một chiếc lá non. Khi cô ấy bê đĩa cá hấp lên bàn, đĩa cá bị nghiêng khiến cho nước cá tanh nồng rớt xuống, rơi vào chiếc túi da của tôi đặt trên ghế. Theo bản năng, tôi nhảy dựng lên, khuôn mặt sầm xuống. Thế nhưng tôi chưa kịp làm gì thì con gái yêu của tôi bỗng đứng dậy, nhanh chóng đi tới bên cạnh cô gái hầu bàn, nở một nụ cười dịu dàng tươi tắn, vỗ nhẹ vào vai cô gái và nói: "Chuyện nhỏ thôi, không sao đâu." Nữ hầu bàn thấy vậy thì vô cùng ngạc nhiên, luống cuống kiểm tra chiếc cặp da của tôi, nói với giọng lúng túng: Để tôi đi lấy chiếc khăn lau ạ." Tôi cũng vô cùng bất ngờ khi con gái của tôi bỗng nói: "Không sao, mang về nhà rửa sạch là được rồi. Chị cứ đi làm việc của chị đi. Thật mà, không có sao đâu, không cần phải đặt nặng quá đâu ạ." Lúc đó, cách nói chuyện của con gái tôi thật nhẹ nhàng, dù người làm sai là cô hầu bàn. Tôi trừng mắt nhìn con gái, cảm thấy bản thân như một quả khí cầu bơm đầy khí, trong đó muốn phát nổ nhưng không nổ được. Thật là khốn khổ. Con gái nhìn qua tôi. Dưới ánh đèn sáng lung linh của quán ăn, tôi nhìn thấy rất rõ Mắt của con bé mở to, long lanh như được mạ một lớp nước mắt. Tối hôm đó, sau khi quay trở về khách sạn, khi hai mẹ con nằm lên giường, con bé mới dốc bầu tâm sự. Con gái tôi đi du học ở London 3 năm. Để huấn luyện tính tự lập cho nó, tôi và chồng tôi không cho nó về nhà trong kỳ nghỉ. Chúng tôi muốn con bé có thể tự lập kế hoạch để đi du lịch, cũng như muốn nó thử trải nghiệm tự đi làm ở London. Khi ở nhà, con gái tôi vô cùng hoạt bát nhanh nhẹn. Vì được cưng chiều nên 10 đầu ngón tay không phải chạm nước. Công việc nhà từ nhỏ tới lớn chẳng bao giờ con bé phải làm. Vậy mà khi tới một nơi lạ lẫm như Anh Quốc, bắt đầu cuộc sống một mình, nó là phải đi làm bồi bàn để trải nghiệm cuộc sống. Ngày đầu tiên đi làm, con bé đã gặp phải rắc rối. Con gái tôi làm công việc rửa cốc rượu trong nhà bếp. Ở đó có những chiếc cốc thủy tinh chân cao trong suốt, mỏng như cánh ve. Chỉ cần dùng một chút lực nhỏ là có thể khiến chiếc cốc bị vỡ ngay, biến thành một đống vụn thủy tinh. Vì ngày đầu đi làm, con bé thận trọng dè dặt, như đi từng bước trên băng, không dễ dàng gì mà rửa sạch hết một đống lớn cốc rượu. Giờ mới thả lỏng không chú ý, nó nghiêng người một chút thì va phải một chiếc cốc, làm nó rơi xuống đất. Tiếng loảng xoảng vang lên, chiếc cốc bị vỡ tan tành nằm dưới mặt sàn. Con bé bảo: "Mẹ ơi, vào thời khắc đó, con có cảm giác như rơi vào địa ngục vậy." Giọng con bé vẫn còn đọng lại sự hồi hộp lo lắng. Con bé tiếp tục nói: "Thế nhưng mẹ có biết người quản lý ca trực đó phản ứng như thế nào không? Cô ấy không hề vội vàng mà bình tĩnh đi tới và kéo con lên, hỏi con có sao không. Rồi cô ấy lại quay đầu nói với những người khác tới giúp con dọn dẹp sạch đống thủy tinh. Đối với con, đến cả một nửa câu trách móc cũng không có." Rồi con bé kể tiếp: "Có một lần khác, khi nó rót rượu không cẩn thận, đổ ly rượu vang lên giấy trắng của khách, khiến cho chiếc giấy loang lổ trông rất khó nhìn. Cứ tưởng vị khách đó sẽ nổi trận lôi đình. Thế nhưng không ngờ cô ấy lại an ủi con bé: Không sao đâu, rượu á mà, không khó giặt lắm đâu." Nói xong, cô ấy vừa đứng lên nhẹ nhàng vỗ vào vai con bé, rồi từ từ đi vào phòng vệ sinh. Vị khách ấy không nói toang lên, không làm ầm ĩ, khiến con bé vô cùng ngạc nhiên. Kể xong, giọng nói của con gái tôi đầy tình cảm và sự suy tư: "Mẹ à, bởi vì người khác có thể tha thứ lỗi lầm của con trước đây, nên mẹ hãy coi những người phạm sai lầm kia như con gái của mẹ mà tha thứ cho họ mẹ nhé." Lúc này, không khí bỗng trở nên tĩnh lặng. Trong mắt của tôi ướt đẫm lệ. Tôi biết rằng con gái của mình đã thực sự trưởng thành rồi. Bài học về sự tha thứ, đó là câu chuyện nhẹ nhàng nhưng giúp chúng ta hiểu được một điều rằng tha thứ cho người khác cũng chính là tha thứ cho chính mình. Như Andrew Maxwell, một tác giả nổi tiếng từng viết: "Bạn tha thứ cho mọi người vì chính lợi ích thiết thân của bạn, nó sẽ làm cho bạn hạnh phúc hơn." Chúng ta cảm động khi người khác cảm động. Điều đó khiến chúng ta có thể thay đổi hành vi, lời nói của mình. Hãy để những thiện ý, sự tốt đẹp, bài học về sự tha thứ có thể lưu truyền mãi về sau. Như thế, đối với chúng ta mỗi ngày đều là ngày hạnh phúc. Kính thưa quý Phật tử và các bạn thân mến, Đạo Phật nói: cái này có thì cái kia có, cái này không có thì cái kia không, cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt. Tất cả đều nương tựa mật thiết vào nhau, tùy theo hoàn cảnh mà có đổi thay, thay đổi vô cùng tận. Đó là nội dung chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn xung quanh vấn đề còn sống là hạnh phúc, cầu đủ biết bao nhiêu cho đủ, biết đủ thì từ khác sẽ an yên. Đức Phật đã chỉ cho chúng ta tất cả mọi hiện tượng sự vật trên thế gian này đều dựa theo nền tảng của nhân quả nghiệp báo. Mọi hành vi của con người tạo tác trong cuộc đời này sở dĩ có sự khác biệt, không ai giống ai, là bởi do sự huân tập nghiệp của mỗi người không đồng mà cho ra những kết quả khác nhau. Bởi vậy, con người khi sinh ra, có người thì cao lớn, trắng trẻo, dễ thương, giàu có, sang trọng. Có người sinh ra thì nghèo hèn, khốn khổ, bệnh hoạn, đau yếu, bệnh tật. Tất cả đều do duyên tốt hay xấu của mình tạo ra trong quá khứ mà cho ra kết quả trong hiện tại này. Đức Phật là bậc giác ngộ hoàn toàn, giàu lòng từ bi, đầy đủ trí tuệ. Ngài luôn thương tưởng với tất cả chúng sinh, làm sao giúp cho mọi người tin sâu nhân quả, tự tin chính mình, làm lành lánh dữ, sống có ích cho tha nhân. Ai tin sâu nhân quả là luôn hướng đến chân thiện mỹ thì lúc nào cũng sống được bình an và hạnh phúc ngay tại đây và ngay bây giờ. Sự ra đời của Đạo Phật đã giúp cho mọi người biết cách làm chủ bản thân, đem lại giá trị hạnh phúc thực sự cho tất cả chúng sinh. Mọi sự tốt đẹp phải quấy nên hư thành bại đều do chính mình tạo lấy. Không ai có quyền ban phước giáng họa hay sắp đặt số phận con người. Có một vị giáo sư của một trường đại học danh tiếng đến tìm gặp thiền sư vì đã nghe được nói về trí tuệ cũng như phẩm hạnh cao quý của ngài. Để chứng tỏ bản thân với thiền sư, ông ta giới thiệu một cách đầy tự hào về tất cả các danh hiệu, bằng cấp mà ông ta đã đạt được trong suốt những năm dài vất vả học tập và làm việc. Sau đó, vị giáo sư nói lý do của chuyến viếng thăm đó là muốn tìm hiểu tất cả những trí tuệ của thiền. Thay vì đưa ra lời giải đáp, thiền sư mời ông ta ngồi xuống và pha một ấm trà. Ngài rót cho giáo sư một chén trà, và khi đầy chén, ngài vẫn tiếp tục rót. Vị giáo sư nhìn nước trà tràn ra bàn, cho đến khi không nhìn được nữa, bèn lên tiếng: "Trà đã đầy tràn rồi, không thêm được nữa đâu." Bây giờ, thiền sư mới thong thả đặt ấm trà xuống và nói: "Thì cũng như chén trà này, ông mang đầy những tư tưởng và thành kiến. Làm sao tôi có thể chỉ cho ông về thiền, nếu ông không tự làm cạn cái chén của mình?" Câu chuyện này dạy cho chúng ta rằng, với một tâm trí đầy những thành kiến, những suy nghĩ bảo thủ, chúng ta không thể học hỏi, tiếp thu những tri thức mới, những triết lý cao đẹp ở đời. Thể hiện một thái độ khiêm cung, dẹp bỏ sự chấp ngã là chúng ta đang tự làm cạn những chiếc chén tâm hồn của mình. Từ xa xưa, một số người họ lợi dụng quyền thế của mình nên tuyên truyền con người và vạn vật sinh ra trong cõi đời này đều do một đấng thần linh thượng đế tạo ra. Ai không chấp nhận tu tập theo sự hướng dẫn của họ sẽ bị đọa lạc vào chốn khốn cùng khổ đau. Còn ai chịu nghe lời thần linh thượng đế thì sẽ hưởng được quả báo tốt đẹp. Đức Phật dạy rằng, trong mỗi người chúng ta, ai cũng có khả năng giác ngộ, khả năng giải thoát. Chỉ vì chúng ta không chịu thừa nhận, không chịu suy xét thấu đáo, cho nên đã tạo ra những nỗi khổ niềm đau mà làm tổn hại cho nhau. Chính vì thế mà khi ta sinh ra đời, phải chiêu cảm những quả báo xấu xa, đau đớn và khổ não. Trong số những người anh em họ của Phật, có Đề Bà Đạt Đa, luôn ghen tị và quyết tâm hãm hại Phật. Một hôm, trong lúc Đức Phật Thích Ca đang đứng bên sườn núi Linh Thứu, Đề Bà Đạt Đa đã trèo lên đỉnh cao, xô một tảng đá thật lớn cho lăn xuống ngay chỗ ngài đang đứng. May thay, khi lăn xuống gần tới chỗ Đức Phật thì tảng đá bị chặn lại bởi những mô đá khác. Tuy nhiên, lực đẩy cùng sức nặng của tảng đá khi va chạm mạnh khiến nó bị vỡ và văng ra vài mảnh nhỏ. Một mảnh trong đó đã văng trúng vào chân trái của Đức Phật, làm ngài bị thương, máu chảy nhiều. Về phần Đề Bà Đạt Đa, sau này ông lâm trọng bệnh liên tiếp nhiều năm, chỉ ở yên một chỗ, không đi đâu được. Những người ủng hộ trước kia không một ai đến thăm. Trong thời gian bị bệnh, ông đã có nhiều thời giờ chiêm nghiệm về những được mất thành bại và suy xét lại những hành động của mình trong những năm trước. Đại đức đã thành khẩn ăn năn và muốn được ý kiến Đức Phật trước khi lìa đời. Lúc đó, đại đức đã yếu lắm rồi. Thấy Phật đứng trước mặt mà không ngồi dậy được, chỉ biết nhìn Phật chăm chú với cặp mắt khẩn cầu tha thứ. Cuối cùng cố gắng lắm, Đại Đức mới bật nói được dõng dàng một câu: "Đệ tử quy y Phật." Phật để tay lên trán ông để an ủi và chấp nhận sự sám hối của Đại Đức. Không một ai có phẩm hạnh cao quý, phát triển tâm từ ái và từ bi như Đức Phật đã làm trong thời đại của Ngài. Ngay cả với những kẻ có ý định hãm hại mình, Ngài vẫn thương xót và bao dung cùng tha thứ cho họ. Còn chúng ta ngày nay, nhiều khi vẫn luôn dùng cái nhìn của mình để phán xét và hiểu lầm người khác, để rồi gây ra nhiều đau khổ cho chính mình. Bớt oán giận, thêm tha thứ là thực hành đem lại hạnh phúc theo lời Phật dạy. Đức Phật đã tùy theo căn cơ, tâm tư, nguyện vọng của mỗi người mà chia giáo lý ra làm nhiều loại. Ngài tùy bệnh cho thuốc để dễ dàng quá độ. Ngài khuyên mọi người phải biết hướng về Phật Pháp, quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới. Cố gắng giữ cho trọn vẹn năm giới này thì chắc chắn cuộc sống hiện tại và mai sau sẽ được tái sanh trở lại làm người tốt, sống có nhân cách đạo đức. Nếu ai biết tu thập thiện với 10 điều răn dạy là không giết hại, không trộm cướp, không tà dâm, không nói lời mắng chửi độc hại, không nói lời chia rẽ gây mất sự đoàn kết, không nói lời thiêu dệt thù oán, không nói lời mê hoặc dụ dỗ người, mà hay nói lời chân thật, hòa ái, vui vẻ, cởi mở, giúp cho mọi người được yêu thương đùm bọc, giúp đỡ, biết thông cảm và tha thứ để chuyển hóa phiền muộn khổ đau, người ấy trong tương lai sẽ được tái sanh vào cõi trời để được hưởng các phước báo tốt đẹp trọn vẹn. Còn người nào tâm thường hay oán hận thù hằn, luôn có tâm niệm độc ác, giết hại, làm cho người quanh mình đau khổ, mọi loài khốn đốn, thì chắc chắn trong tương lai sẽ bị đọa lạc trong địa ngục để chịu sự hành phạt. Còn người tham lam, ích kỷ, bỏng sẻn, hẹp hòi, luôn làm cho người bệnh hoạn vì đau khổ, hành hạ thân xác hoặc chửi mắng người khác, cũng như nặng lời với cha mẹ, dòng tộc, thì quả báo trong tương lai thân thể bị bệnh hoạn, đau yếu nhọc nhằn, đời sống khó khăn khốn đốn, thiếu thốn trăm bề. Tuy sinh ra là thân phận con người như nhau, nhưng do nhân đời trước mình gieo tạo khác nhau, mà trong đời hiện tại mình phải chịu quả báo ấy. Cho nên, mỗi người có hoàn cảnh đời sống khác nhau. Còn người mê muội tà kiến chấp trước, không hiểu biết đúng sai sự thật của cuộc đời, thì sẽ bị rơi vào các loài súc sanh, sống theo quán tính, nghiệp tập, tùy theo sự chiêu cảm mà rơi vào quả báo loài nào, thì phải chịu trả suốt đời, suốt kiếp, không cưỡng lại được. Chúng ta ai được sinh ra làm người là một diễm phúc rất lớn, bởi vì chúng ta có đầy đủ phương tiện, có tư tưởng, có tư duy, có hiểu biết, có nhận định đúng sai, có tìm hiểu, học hỏi giáo lý nhân quả một cách chân chính. Ta tin tưởng rằng mình có khả năng giác ngộ, giải thoát thực sự, cho nên cố gắng không làm các điều ác, mà hãy làm các việc thiện lành tốt đẹp nhờ tính sâu nhân quả. Khi chúng ta đã biết cách làm chủ bản thân, thì lúc nào ta cũng kiểm soát chặt chẽ từ ý nghĩ cho đến lời nói và hành động trong sáng suốt. Nhờ vậy ta luôn sống trong bình an hạnh phúc. Vậy nhân quả là gì? Nhân là nguyên nhân, quả là kết quả. Tuy nhiên, nhân quả rất đa dạng và phức tạp. Có loại nhân quả gần, tức là khi ta làm điều gì thì có kết quả liền trong hiện tại, không phải chờ đợi lâu xa. Thí dụ như ta trồng dưa thì được dưa, trồng đậu thì được đậu, hay còn gọi là nhân nào quả nấy. Trường hợp thứ hai, như khi ta đang đói bụng, ta ăn cơm vào thì liền là no, hoặc ta đánh trống thì nghe được âm thanh của trống ngay tức khắc. Ta gọi là nhân quả hiện tiền, hay nói ở hiền gặp lành, gieo gió gặt bão. Có những nhân, nếu ta gieo trong hiện tại, có khi ta phải trả trong một thời gian ngắn, từ 5-3 tháng cho đến vài năm mới cho ra kết quả. Còn có những nhân ta gieo tạo thì phải trải qua một đời, hai đời hoặc vô số kiếp về sau thì quả mới trổ ra. Và có điểm đặc biệt là khi chúng ta gieo nhân mà không có kết quả, do thiếu những duyên phụ, hoặc ta tu hành quá tinh tấn nên nhân xấu không đủ sức trổ quả. Như trường hợp trong một lúc, ta cùng gieo 3 thứ hạt giống, cây lúa, cây chuối, cây mít. Đồng thời ta chăm sóc kỹ càng, nhưng kết quả cho ra không cùng một thời gian. Cây lúa khi gieo xuống thì từ 3 tháng cho đến 6 tháng có kết quả. Cây chuối phải từ 9 tháng đến 1 năm, còn cây mít ít nhất phải từ 2 năm trở lên. Đó là nhân quả thuận chiều theo nhân duyên. Nhưng có những nhân mà ta đã gieo lại không có kết quả, nếu chừng cây bị chết hoặc bị trường hợp rủi ro khác. Nhân quả rất đa dạng và phức tạp. Chúng ta là những phàm phu mắc thịt, không thể nào nhìn thấy hết tất cả tiến trình chi phối và diễn biến của luật nhân quả nghiệp báo. Là người Phật tử chân chính, chúng ta phải thận trọng trong từng ý nghĩ, lời nói, cho đến hành động do mình tạo ra trong từng phút từng giờ. Ta phải thường xuyên xem xét quán chiếu, soi sáng lại chính mình để không vấp phải lỗi lầm. Chúng ta phải thường xuyên nghiệm xét lại bản thân và tự đặt ra những câu hỏi: tại sao mình phải mang thân phận nghèo đói, thiếu thốn, khó khăn và bệnh tật? Tại sao người kia sanh ra lại được giàu sang, hạnh phúc, vân vân? Ta phải tin sâu nhân quả, biết được rõ ràng nguyên nhân sâu xa của nó. Nhờ vậy, ta sẽ cố gắng chừa bỏ những thói hư tật xấu có hại cho mình và người. Chỉ vì chúng ta do mê lầm, chấp trước nên gây tạo nhiều tội lỗi mà ngày nay sinh ra phải chịu nhiều phiền muộn đau khổ mà thôi. Cho nên, người Phật tử khi đến với Phật Pháp, chúng ta phải tin rằng Đức Phật cũng chỉ là một người giống như tất cả mọi người trên thế gian này. Ngài cũng được sinh ra từ trong bụng mẹ, bằng xương bằng thịt, rồi lớn lên. Nhờ ăn uống và hoạt động, Ngài có điều kiện sinh ra trong dòng tộc tôn quý, có cả cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh, thần dân thiên hạ, mà người thế gian ai cũng hằng ao ước. Nhưng tại sao Ngài lại từ bỏ tất cả để ra đi tìm cầu chân lý? Ngài đã thực sự giác ngộ giải thoát và mở lòng từ bi rộng lớn để hóa độ chúng sanh, thoát khỏi khổ đau sinh tử luân hồi. Ngài đã giúp đỡ, sẻ chia hay nâng đỡ mọi người một cách nhiệt tình khi có nhân duyên, nhằm giúp cho họ đạt được bình an hạnh phúc. Do vậy, người Phật tử chân chính hãy giữ niềm tin đối với Phật Đà, là người có đủ sáng suốt chỉ dạy chúng ta vượt qua biển khổ sông mê, nhờ biết quay lại với chính mình để vươn lên vượt qua cạm bẫy cuộc đời mà sống an nhiên tự tại. Giáo lý Đức Phật rất đa dạng và cao siêu, tùy theo bệnh mà cho thuốc, phù hợp với tâm tư nguyện vọng của mọi người. Ngài chia giáo lý ra làm 2 loại. Loại thứ nhất, cho những người muốn tích lũy phước báo, tu tập nhân thiện lành tốt đẹp để được sanh trở lại làm người hiền thiện đạo đức, hoặc sanh vào các cõi trời để hưởng phước báo thù thắng, muốn gì được nấy. Muốn được vậy thì chúng ta phải giữ gìn 5 giới, thọ bát quan trai hoặc tu 10 điều thiện. Loại thứ hai, Đức Phật chỉ cho chúng ta phương pháp tu tập để được giác ngộ và giải thoát hoàn toàn. Tuy vẫn sống trong cuộc đời này, nhưng ta không bị tham lam, sân hận, si mê làm lung lạc, nhờ ta biết quán chiếu, nghiệm xét và biết buông xả, không tham đắm vào tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, ăn ngon ngủ nhiều. Chúng ta là người Phật tử, cần phải bắt chước đạo hạnh tốt đẹp tôn quý của Ngài. Nếu ta chưa đủ khả năng tu tập hành giác ngộ, giải thoát, thì ta phải biết cách gieo trồng phước đức, tu theo hạnh Bồ Tát, giác ngộ từng phần, từ thấp đến cao, cho đến khi nào bằng Phật mới thôi. Trong cuộc sống, có người hiện tại tuy không sát sinh hại vật, nhưng vẫn bệnh hoạn, đau yếu rề rề. Cho nên, có nhiều người nghi ngờ giáo lý nhân quả, nhưng họ không hiểu chính xác vì nhân quả có tính cách 3 thời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Cũng chỉ vì nhiều đời trước ta đã có hành động sát sinh hại vật, bởi chúng ta hay nghĩ rằng mọi sinh vật sinh ra trên đời này là để cúng tế cho thần linh và phục vụ cho con người. Chính vì học thuyết sai lầm đó mà con người ngày càng tàn ác hơn, trở nên lấy việc giết hại để nuôi sống bản thân mình. Vì những hành động sát sanh này đã gây nên những ân oán thù hằn càng thêm chồng chất, cho nên nhân quả dây trả cứ tiếp tục tiếp nối mà không có ngày thôi dứt. Do vậy, ngày nay chúng ta phải chịu trả quả bệnh tật khổ đau. Trong 6 đường luân hồi, loài người có ưu thế hơn các loài vật khác là có suy nghĩ, có hiểu biết, biết tận dụng đi theo chiều hướng thiện thì giúp người cứu vật. Ngược lại, vì muốn tìm cầu ăn sung mặc sướng, hưởng thụ, bồi bổ cho thân này, vì nghĩ mình là ta, là tôi, là loài thượng đẳng cao cấp, có quyền, còn trời sinh ra loài vật là để phục vụ cho con người và đấng thần linh thượng đế. Do đó, con người tìm cách giết hại các loài động vật để nuôi sống, bồi bổ cho thân mình ngày càng nhiều hơn. Chính vì thế mà gây đau thương, tan tóc cho muôn loài vật, từ kiếp này sang kiếp khác, không có ngày thôi dứt. Ngày nay, người nào đã lỡ tạo nghiệp ác mà giờ đây phải chịu những quả báo như bệnh hoạn, đau yếu, tàn tật, thì phải cần thường xuyên sám hối, tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền và gieo trồng phước đức để chuyển hóa các nghiệp xấu ác mà chúng ta đã lỡ gây tạo trong những đời quá khứ. Muốn dứt trừ nghiệp xấu, ta phải sám hối và phát nguyện, từ nay về sau, suốt đời trọn kiếp, ta cố gắng gìn giữ cẩn thận từ ý nghĩ, lời nói cho đến hành động của mình, không làm tổn hại người và vật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn quý Phật tử và quý khán thính giả đã dành thời gian theo dõi chương trình này của chúng tôi. Nếu thấy hay và ý nghĩa, quý vị có thể góp ý, trao đổi và chia sẻ nội dung này đến với những người mà mình quan tâm. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.